Alo, chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại mình đang đứng trước một cái máy bán nước tự động đây, ở trong khu công nghệ cao. Thì nó bán có nước ngọt nè, coca, nước cam nè, như là hết nè, nước suối hết rồi sao nè, nó còn một số à. Đa phần là nước ngọt, Nutri. Thì ở đây nó có một cái bảng hướng dẫn cho mình nha. Đây là khe cắm tiền nè, khe cắm tiền nè, duỗi thẳng tờ tiền, đưa từng tờ tiền vào nè, welcome nè. Đây là có một số thứ tự để cho mình chọn rồi nha. Hướng dẫn mua hàng nè. Bước 1, đưa tờ tiền vào máy. Bước 2, chọn mã sản phẩm. Bước 3, lấy sản phẩm. Bước 4, mà nếu còn tiền, chọn sản phẩm mua tiếp. Nghĩa là cái này nó không thối tiền lại nha. Đâu, để mình thử coi. Để mình thử giữ thẳng tờ tiền. Đưa tờ tiền vô. À, rượu phộng. Tại sao nó không nhận? Tại sao nó không nhận? Tại sao nó không nhận ta? 10.000 dư sức là mua luôn mà. Hay là do tờ tiền này nó bị gấp khúc ra? Rồi, nó nuốt rồi. Code. Chọn mã code nhiêu ta? 68 đi. Code là 68 đi. Bấm OK. Reply. Rồi, nó rớt chưa? Rớt chưa? Với sản phẩm đậu phộng. Đâu rồi? Nó rớt rồi nè.